Xin chào các bạn đến với video tiếp theo của Khám phá đô thị. Nhắc đến câu chuyện bóng đá Việt Nam, chắc hẳn các bạn nghĩ ngay đến sân vận động quốc gia Mỹ Đình, nơi mà đã diễn ra những trận bóng đá kịch tính của đội tuyển quốc gia Việt Nam. Nơi mà sau khi kết thúc những trận đấu của đội tuyển quốc gia Việt Nam là tiếng hô hào ăn mừng chiến thắng và những anh chàng, những cô thiếu nữ tuổi 18 đôi mươi cùng những chiếc xế hộp sẵn sàng đi bão náo loạn thủ đô Hà Nội, mặc kệ tương lai hôm nay cháy hết mình. Hôm nay các bạn hãy cùng khám phá đô thị, ngắm nhìn lại sân vận động quốc gia Mỹ Đình sau 19 năm đi vào hoạt động có gì mới. Nhưng trước khi đến với chương trình, các bạn đừng quên bấm đăng ký kênh để đồng hành cùng khám phá đô thị trên mọi hành trình nhé. Sân vận động quốc gia Mỹ Đình là một sân vận động đa năng ở quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, Việt Nam. Sân có sức chứa 40.192 chỗ ngồi và là trung tâm của khu liên hợp thể thao quốc gia Việt Nam. Sân chính thức được khánh thành vào tháng 9 năm 2003 và là địa điểm chính của Đại hội Thể thao Đông Nam Á 2003 vào cuối năm đó, bao gồm tổ chức lễ khai mạc, bế mạc cũng như các nội dung thi đấu môn điền kinh và các trận đấu môn bóng đá nam. Đây là sân nhà chính của đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam từ năm 2003. Sân thường tổ chức các trận thi đấu hoặc giao hữu quốc tế khi có đội tuyển tham gia. Nằm cách trung tâm Hà Nội 10 km về phía tây bắc, đây là sân vận động có sức chứa lớn nhất trong cả nước. Sân được xây dựng với chi phí 1.300 tỷ đồng, tương đương với 53 triệu đô la Mỹ tỷ giá năm 2003. Mái che cong bao phủ các khán đài phía đông và phía tây của sân vận động, che phủ cho một nửa số ghế. Bên cạnh sân vận động có hai sân tập bóng đá, cung cấp cơ sở vật chất tập luyện cho các đội bóng. Ý tưởng về một sân vận động quốc gia mới ở Việt Nam đã được đưa vào năm 1998 khi chính phủ tiến hành nghiên cứu khả năng xây dựng một khu liên hợp thể thao quốc gia mới. Vào tháng 7 năm 2000, Thủ tướng Việt Nam Phan Văn Khải đã phê duyệt dự án xây dựng sân vận động ở trung tâm của khu liên hợp thể thao quốc gia Việt Nam để chuẩn bị cho việc tổ chức Đại hội Thể thao Đông Nam Á 2003. 4 công ty, cụ thể là Hà Nội International Group, Trung Quốc, Đức, Pháp và Hoa Kỳ đã tham gia đấu thầu xây dựng sân vận động. Quá trình này gây tranh cãi do vi phạm các yêu cầu kỹ thuật và tài chính trong hồ sơ đấu thầu của HESG và Holman. Các cáo buộc tham nhũng đối với khoản tài trợ của Bogus cũng như phía Landmarkation nghi ngờ sự minh bạch trong việc đưa ra quyết định của hội đồng chấm thầu. Cuối cùng, HESG đã thắng thầu và ký hợp đồng cam kết vào ngày 14 tháng 8 năm 2001. Công việc xây dựng sân vận động được bắt đầu vào năm 2002. Trong giai đoạn xây dựng, sân được gọi là sân vận động trung tâm. Sân đã hoàn thiện về mặt kiến trúc vào tháng 6 năm 2003. Vào tháng 8 năm 2003, thì sân vận động được đặt tên chính thức là sân vận động quốc gia Mỹ Đình, lấy theo tên của khu vực xã mà sân vận động này được xây dựng ở đó. Sân được khánh thành vào ngày 2 tháng 9 năm 2003, trùng với ngày quốc khánh của Việt Nam. Sân vận động quốc gia Mỹ Đình có 4 khán đài A và B tương ứng là khán đài phía Đông và phía Tây, được che phủ bởi mái che nặng 2.300 tấn ở mỗi khán đài. Hai khán đài này cao tầng 2 tầng và cao 25,8 m, trong khi khán đài C và D thì tương ứng là khán đài phía Nam và phía Bắc, cao 1 tầng và cao 8,4 m. Tổng cộng, sân vận động này có sức chứa 40.192 chỗ ngồi, bao gồm 450 ghế VIP và 160 ghế cho các nhà báo. Sân vận động chính thức được khánh thành vào ngày 2 tháng 9 năm 2003 với trận giao hữu mở màn giữa U23 Việt Nam và câu lạc bộ bóng đá Thân Hoa Thượng Hải thuộc giải bóng đá ngoại hạng Trung Quốc. Ngày 27 tháng 3 năm 2010, một buổi hòa nhạc của MTV Exit đã được tổ chức tại đây, trong đó có sự góp mặt của nhóm nhạc nam Hàn Quốc Super Junior, ca sĩ người Úc Kate Miller cùng với nhiều ca sĩ Việt Nam. Vào ngày 26 tháng 3 năm 2011, nhóm nhạc nam Mỹ Backstreet Boys đã biểu diễn tại đây như một phần của chuyến lưu diễn This Is Us Tour của nhóm. Vào ngày 1 tháng 10 năm 2011, nhóm nhạc nam Ireland Westlife đã biểu diễn tại đây như một phần của chuyến lưu diễn Gravity Tour của nhóm. Khoảng 11.000 người đã tham dự buổi hòa nhạc. Sân vận động này cũng là điểm khởi đầu của cuộc đua kỳ thú năm 2012. Vào ngày 26 tháng 5 năm 2013, MTV Exit đã tổ chức một buổi hòa nhạc tại sân vận động với sự góp mặt của ban nhạc pop punk Canada Simply Plan nhằm nâng cao nhận thức về nạn buôn người và nô lệ hiện đại. Sân vận động cũng là nơi tổ chức nhiều buổi hòa nhạc ca pop
Ở đây cũng là nơi diễn ra buổi hòa nhạc đặc biệt Music Core của NBC vào ngày 8 tháng 12 năm 2012 và Music Bank World Tour của KBS vào ngày 28 tháng 3 năm 2015. Và đó cũng là phần cuối của chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn vì đã quan tâm theo dõi Góc nhìn đô thị và đừng quên bấm đăng ký kênh để đồng hành cùng Góc nhìn đô thị trên mọi hành trình. Còn bây giờ, xin được nói lời chào tạm biệt.